Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi hoàn tất việc an táng của thầy mình, các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đã ra về trong u sầu và thất vọng, bởi mọi sự như đã chìm vào trong tang tóc đau thương, chỉ còn lại những xót xa và tiếc nuối trong một quá khứ vẻ vang nhưng đã qua rồi. Đã qua rồi, một thời vang vọng. Và thế là hết, mọi sự như đã hoàn tất. Còn đâu nữa những tháng ngày nắng đẹp, Chúa Giêsu ngồi trên núi rao giảng tám mỗi phúc thật cho đám đông dân chúng. Còn đâu nữa những buổi chiều trong hoang địa, người họ bắn ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn. Còn đâu nữa vì ngôn sự oai hùng dùng lời truyền năng để truyền cho sự sống yên biển lặng. Còn đâu nữa có người kỳ diệu đã làm cho kẻ chết đồi mô sống lại, người phục hồi được chữa lành, người không được nói, người điếc được nghe, người què đi được. Quả thật, khi tảng đá lấp cửa mô đóng lại, nhiều người cũng tưởng là sẽ đóng luôn cả lịch sử của con người Giêsu. Nhưng rồi, điều kỳ diệu bất ngờ đã xảy ra. Hôm ấy là ngày thứ ba tính từ khi Chúa Giêsu được mai táng trong mộ. Một nguồn tin sổ giao đến từ những chứng nhân đầu tiên là Maria Magdalena, Phêrô và Gioan. Chúa Giêsu đã sống lại thật rồi. Thật là một bất ngờ khó tin. Ngôi mộ đã được là nơi chôn vùi nơi kể từ một đời thầy dấu bãi là Chúa Giêsu, nay đã trở thành khởi điểm cho một nơi sống mới, nay đã trở thành tảng đá đầu tiên xây dựng vương quốc trường sinh. Niềm tin phục sinh đã bắt đầu từ tảng đá lăn ra khỏi mộ, mở đường cho Đức Kitô vinh hạnh. Quả thật, mộ trống là dấu chỉ vương quốc từ thần đã tan hoang, thần chết đã mất hết quyền lực. Giêsu Chúa chúng ta đã phục sinh. Điều đó thật hiển nhiên trong niềm tin của chúng ta. Niềm tin đó dựa trên nền tảng thật vững chắc, được soi chiếu bởi chính đấng phục sinh, được hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, và được trao truyền bởi chính các môn đệ là những chứng nhân đích thực. Chúng ta vui mừng và hân hoan vì Chúa đã chiến thắng tử thần. Chúng ta vui mừng và hân hoan vì Chúa đã đem đến cho chúng ta một đời sống mới. Niềm tin và lòng hân hoan này cần phải được nhân lên khi chính mọi người chúng ta phải là những chứng nhân để loan báo tin mừng phục sinh cho muôn dân muôn nước. Quả thật, không có phục sinh, đức tin của chúng ta chỉ là hão huyền. Và không có phục sinh, cuộc sống của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính vì thế, khi tảng đá lấp cửa mộ tung ra là lúc tâm hồn các tông đồ quá khóc màng đen đêm tối với phủ. Khi gặp được Chúa phục sinh là lúc tâm hồn các ngài mừng lên sức sống mới, khiến máu chạy rần rần và tim đập rộn ràng. Các ngài như người đã chết nay đã sống lại, Chúa Giêsu đã phục sinh tâm hồn của các ngài. Sự sống mới của Chúa đã tràn vào các ngài, và ơn phục sinh đã được ban cho các ngài. Và kể từ đây, sợ hãi đã trở nên can đảm, yếu đuối nhường chỗ cho mạnh mẽ, thất vọng chuyển sang niềm hy vọng, và nỗi sầu khổ lại biến thành niềm vui. Và hơn thế nữa, một khi đã cảm nghiệm ơn phục sinh rồi, các môn đệ không còn có thể ngồi yên trong căn phòng đóng kín của mình nữa. Các ngài mở tung cửa ra, hăng hải ra đi để đem tin mừng phục sinh chia sẻ cho mọi người. Các ngài muốn vực dậy những mảnh đời đang hấp hối. Các ngài muốn phục sinh những tâm hồn đang héo úa. Các ngài muốn thế giới biến đổi trong một đời sống mới tươi vui, hạnh phúc, dồi dào hơn. Và hôm nay, Chúa cũng muốn tất cả mọi người chúng ta noi gương các đấng tông đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn phục sinh đến cho tất cả mọi người. Vì chung quanh chúng ta vẫn còn đó những người đang chết dần chết mòn vì không đủ cơm ăn áo mặc, vẫn còn đó những trẻ thơ vô tội bị
bị giam kiện trong khăm tội, thất học, nghèo nàn, chiến tranh. Vì chung quanh chúng ta vẫn còn đó những tâm hồn đã u rụng vì muộn phiền, vẫn còn đó những trái tim tan nát vì bị phản bội, vẫn còn đó những tương lai bị chôn kín trong những năm nấm mồ đen tối không lối thoát. Tất cả đang đợi chờ ơn phục sinh. Vì chung quanh chúng ta vẫn còn đó những tâm hồn đang lũng sâu vào vụn lầy tội lỗi, vẫn còn đó những linh hồn đang từ hủy hoại trong tham mê tiền bạc, quyền lời và danh vọng, vẫn còn đó những niềm tin hẻo của vì lạc hướng. Tất cả đang đợi chờ ơn phục sinh do chính tay của một người chúng ta đem đến. Mà đem linh mừng phục sinh không gì khác hơn là giúp cuộc đời họ thoát khỏi những bế tắc, giúp cho linh hồn của họ được sống cao thượng và khôi phục niềm tin yêu của họ vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc sống. Tuy nhiên, để có thể đem tin mừng phục sinh đến với mọi người, bản thân ta cần phải được phục sinh trước đã. Bởi vì ngay trong chính bản thân ta còn chất chứa nhiều mầm mống chết chóc, đó là những tội lỗi, những đam mê, những dục vọng bất chính của chúng ta. Trong chính bản thân chúng ta cũng còn đang nấp tù những lực lượng tàn phá, đó là thói kiêu căng, ích kỷ, chia rẽ, bất hòa, tham lam, bất công, vân vân và vân vân. Trong chính bản thân của mọi người chúng ta, đức tin vẫn còn đang hiểu úa, héo úa, lòng mến đang nguôi lạnh và niềm hy vọng đang lùi tàn. Để đón nhận được ơn phục sinh và để ơn phục sinh có thể thấm vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn, ta phải công tác với Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự nghiệp ra khỏi tâm hồn của mình. Cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ khốc liệt, vì ta phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa phục sinh trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ toàn thắng. Nói cách khác, sống niềm vui phục sinh chính là chết đi cho tội lỗi để sống lại với Chúa trong một đời sống mới, đời sống phục sinh. Sống niềm vui phục sinh đó chính là tin rằng Chúa đã sống lại và đã cứu thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, nên chúng ta hãy đặt niềm tin yêu và hy vọng nơi Người. Sống niềm vui phục sinh chính là sống vui tươi, an bình và yêu thương tất cả mọi người trong sự hiền diện của Chúa Kitô phục sinh. Hôm nay là cơ hội để người chúng ta ôm lại bí tích rửa tội mà mọi người chúng ta đã lãnh nhận từ nhiều năm trước đây. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã dẫn bước đi vào con đường của Chúa Giêsu. Chúng ta được đổi mới để đi theo Chúa Giêsu. Và khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta dẫn bước vào trong cuộc hành trình mới. Cuộc đời chúng ta kể như đã chết cho thế gian để chúng ta sống theo Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta từ ngày được lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là một hành trình đi theo Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta sống yêu thương như Ngài, sống phục vụ như Chúa, sống theo sự thật, sống theo công lý như Chúa. Chúa bảo rằng ai đi trên con đường ấy sẽ không phải thất vọng. Chúng ta mừng lễ phục sinh, Chúa mời gọi chúng ta thắp lên ánh sáng của tình thương, ánh sáng của đức tin, ánh sáng của niềm hy vọng, và chúng ta nhận được đi theo ánh sáng phục sinh này, đi theo ánh sáng của Đức Kitô, để cuộc đời của chúng ta luôn luôn được tràn đầy niềm tin yêu và hạnh phúc. Ước gì ánh sáng của Đức Kitô phục sinh mãi mãi sáng lên trong cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta để chúng ta không bao giờ phải thất vọng, không bao giờ chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta bế tắc, mà trái lại mỗi một khó khăn, mỗi một gian khổ là sự mời gọi để chúng ta dẫn bước mạnh mẽ hơn trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Hôm nay cộng đoàn chúng ta vui mừng vì có thêm một thành viên mới được nhận lãnh bí tích rửa tội, đó là chị Teresa Loan Nguyệt. Chị sẽ được ghiền vào trong cái chết của Chúa Kitô phục sinh để cùng được mai táng với Người và được sống lại một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vượt qua khổ nạn và cái chết để phục sinh về trời với Chúa Cha. Xin cho chúng con biết vượt qua ích kỷ nhỏ nhen để quảng đời yêu thương, vượt qua tự ái kiêu căng
để tha thứ bao dung, vượt qua đau khổ cực nhọc để dấn thân phục vụ. Ước gì cuộc sống của chúng con luôn mãi tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Kitô phục sinh. Amen.